Kính thưa quý khán giả, Trịnh Công Sơn có nói rằng ở trên mặt đất này có con người, ở nơi đâu có con người thì ở đó có tiếng hát. Mỗi ca khúc chính là tiếng lòng của con người trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, có lẽ trong thế kỷ 20 này, trên bầu trời âm nhạc Việt Nam, thật không có nhiều những nhạc sĩ được yêu mến, ái mộ như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giữa cõi vô thường, người đã đến như một cánh chim ưu phiền, để rồi ra đi bỏ lại con đường giữa phố người còn đông. Nhạc của Trịnh Công Sơn không tuyền là nhạc. Mỗi bài hát không chỉ là một bài hát, mỗi bài là một truyện ngắn, không có kết thúc nhưng mở ra một vết thương người, một vết thương thời đại. Đó có thể là những câu chuyện của tiếng nắng gọi nhau giữa trời buồn gió cao, trong một cuộc tình dù dang dở hay toại nguyện, vẫn xin gọi mãi tên nhau. Thưa quý vị, đêm nhạc đêm nay với chủ đề Nắng Thủy Tinh do các thầy cô giáo, học viên cao học, sinh viên khoa ngữ văn biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý khán giả sẽ thưởng thức nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, một cõi đi về của bao nhiêu vết thương, bao nhiêu đỉnh buồn và vực thẳm, nhưng rồi lại lồng lộng những vẻ đẹp được nâng niu, những khát khao được sống, được yêu và đau khổ. Một miền viễn du của âm nhạc và thơ ca đầy triết lý về tình yêu, về thân phận sẽ đến ngay với quý vị sau đây trong một miền nắng tháng tư đầy hư ảo. Nắng đưa em về miền cao gió bay.
Mê